Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Nghi sẽ làm cái món rau bina trộn. Cái rau này bên hàng người ta gọi là xí cơm chi. Thì cái món rau này người ta trộn thường hay ăn với lại món bibimbap là cơm trộn của Hàn Quốc đó các bạn. Thì bây giờ để trộn được như thế này thì mời các bạn cùng vào bếp làm với Nghi nha. Đây là cái rau này bên Việt Nam mình gọi là rau bina, hay là rau chân vịt gì á mọi người. Thì bây giờ Nghi hồi nãy giờ Nghi đã rửa qua máy nước rồi, và cái đầu này nè, thì Nghi cắt cái cọng này nè mọi người, cái cọng trên trên đầu của cây rau á, Nghi cắt Nghi bỏ thôi cho nó rửa cho nó không có đất. Còn người Hàn đây nè, cái cây này nè, nếu như mà người Hàn người ta nói ăn cái rễ này nó tốt, mà rửa cái rễ này nè cực lắm, nó có đất á, nên là Nghi cắt bỏ hết. Còn mình có thời gian mình cạo cái rễ đó cho sạch thì ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn á mọi người. Cái này nãy giờ Nghi rửa qua 3 4 nước vậy, tại vì rau này bên hàng mùa đông á, nó nằm xòe ra như là cái bông cải vậy đó, nên là đất nhiều lắm, nên là nãy giờ Nghi rửa bầm dập luôn. Bây giờ nó đã sạch rồi, và bây giờ Nghi sẽ cho vô nồi nước sôi luộc đó. Mùa đông rau quý hiếm lắm, nên là với lại mình lười đi chợ nữa, nên là Nghi mua 1 lần 2 bịch luôn. Đây, Nghi mua 1 lần 2 bịch là được rổ dung rồi nè. Bây giờ Nghi sẽ làm cái món rau trộn để tủ lạnh, để dành ăn trong được mấy ngày luôn á. Mình lười làm đồ ăn á, thì mình sẽ lấy cái món rau này ra mình ăn. Giờ cái nồi nước sôi nó đã sôi rồi, bây giờ Nghi sẽ cho rau vô đây luộc. Nghi trộn gì ăn được 2 3 ngày các bạn. Mình đi làm về á, rồi mình làm cái món này sẵn rồi, mình chỉ làm cá chiên hay là nấu món canh nữa là xong. Mình đã có món rau xào rồi các bạn, này mình trộn mình để được lâu hơn. Ở bên hàng này mà mình đi vô cái nhà hàng quán ăn rồi hay có cái món rau xi cơm chiên trộn lắm. Này bên Việt Nam hình như là gọi là rau chân vịt hay là bina gì đó. Hồi đợt trước mình cũng có chia sẻ một cái clip nói về cái món rau trộn, mà đợt đó thì Nghi làm cái rau cinnamon đó, cái rau đó hình như bên Việt Nam mình hình như không có. Thì hôm nay Nghi chia sẻ lại cái clip rau trộn rau bina, rau chiên vịt để cho mọi người dễ dễ làm hơn á. Cái món rau này là để họ làm cái món bibimbap cơm trộn nè mọi người. Cái món cơm trộn của Hàn thì phải có cái món rau xi cơm chi trộn nè, rau chiên vịt nè. Thì tình đó nhỏ Việt Nam Nghi cũng chưa có ăn cái rau này bao giờ luôn á. Nghi sang Hàn mới ăn rau này, chứ đó bên Việt Nam ở quê thì Nghi chỉ ăn rau má, mấy cái rau ở quê mình thôi. Còn cái rau này hồi xưa còn ở Việt Nam Nghi chưa được ăn bao giờ, sang Hàn Nghi mới biết ăn rau này đó. Thì bây giờ Nghi thấy bên Việt Nam họ bán rau này rất là nhiều, nên là hôm nay Nghi chia sẻ clip này cho mọi người cùng làm món Hàn Quốc ăn nha. Thì cái món rau trộn này là các bạn mình luộc vừa chín, chín vừa, đừng nên luộc, nếu mà mình luộc lâu quá, rục quá á, thì cái rau của mình nó sẽ bị mềm không có ngon, do đó mình luộc vừa chín tới là được rồi. Cái rau này nó có vị hơi chát chát á, nên mình luộc thêm tí nữa, chứ mình đừng để mềm quá nha các bạn. Mềm quá là khi mình dắt lại nó sẽ bị vỡ, nó bị bở mềm không ngon. Hai bịch là hai bao nhiêu, đây là Nghi mua là tiền Việt Nam mình làm 40.000 các bạn. Ý một bịch 40.000 chứ, một bịch 40.000. Hai bịch này là 80.000 đó các bạn ơi, chứ không phải là 40, hai một bịch là 40.000, hai bịch 80. Bây giờ mùa đông á, là bên hàng này rau này đang vô mùa nè. Đang vô mùa bắp cải nè. Vô mùa rau này là rau xi cơm chi nè. Rau bina.
Rồi bây giờ ngươi sẽ vớt ra cái thau nước lạnh. Đây là các bạn thấy cái rau của mình nó vừa chín tới nè. Chín vừa chứ không phải là sống mà cũng không phải là rục như các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào trong thau nước lạnh. Ở bên này Nghi xả vào nước lạnh là nó như nước đá bên Việt Nam mình á. Còn bên Việt Nam mình bỏ cục đá vô cho rau nó giòn giòn cho nó ngon. Tại vì bên này cái nước cái giò nước lạnh nó lạnh như nước đá của mình luôn á. Rau vừa chín tới rất là ngon. Rồi bây giờ Nghi sẽ vớt xả ha, vớt ra cái rổ, xả lại nước lạnh khác. Ở bên Việt Nam mình thì các bạn làm các bạn nhớ cho cục nước đá vô cho cái rau của mình nó xanh giòn ngon hơn. Tại vì ở bên này Nghi thì nước quá lạnh rồi, khỏi cần nước đá. Mùa này là nước là mình rửa tay là quýu luôn các bạn ơi, lạnh đông đá. Bây giờ để một ly nước ra ngoài sân là một hồi nữa là nó sẽ đông đá luôn á. Rồi bây giờ mới cho cái giò nước rửa lần thứ hai. Tại là nước lần thứ nhất á, cái nước cái rau nó nóng á, ra nó còn còn hơi ấm ấm, bây giờ Nghi rửa lại nước lần thứ hai nữa. Nước rất là lạnh, lạnh còn hơn nước đá của Việt Nam mình luôn các bạn ơi. Nước đá mà tan ra không lạnh bằng cái nước này luôn, yếu tay. À, bây giờ Nghi dốc lại tiếp. Vớt ra xong thì sẽ ai vắt cho nó khô, vắt cho nó khô là mình mới trộn được. Mình trộn sẵn để gì nè, rồi mình muốn ăn cơm trộn thì mình làm mấy cái phần khác, còn cái này rau này có sẵn rồi. Cái món mà kim bạp á là cái món rong biển cuộn á các bạn, cũng có cái rau này luôn. Rồi bây giờ Nghi bắt đầu sẽ vắt cho nó khô nước. Mình vắt cho nó khô nước. Bây giờ Nghi sẽ tạm ngưng máy để Nghi vắt cho nó nhanh nha các bạn. Phần rau Nghi đã vắt khô nước rồi nè các bạn. Thì bây giờ Nghi sẽ vũ ra. Mình vũ ra là mình trộn cho cái rau nó mới đều. À, bây giờ Nghi đã vũ ra hết rồi. Mấy cái cây to gì nè, bây giờ Nghi sẽ lấy dao mình sẽ tách ra cho nó nhỏ, là để mình khi mà mình ăn á, mình gấp một cái này thì nó quá nhiều không các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy dao cắt ra đặng cho mình khi mình ăn mình gấp cho nó dễ. Giờ Nghi đã tách cái rau ra làm bốn nhỏ nhỏ rồi nè các bạn. Rồi bây giờ Nghi sẽ cho một tí tẹo nước tương. Đây là Nghi dùng nước tương của Hàn nè, chiên canh chan đó, Nghi dùng nước tương đó đó. Và sẽ cho vô một, đây là cái muối matsukum. Cái muối này là Nghi hay nói là Nghi dùng hay dùng muối này là các bạn, là cái muối này là nó có bột ngọt trong này nè, nên là các bạn không có cái muối này thì các bạn cho miếng muối và miếng bột ngọt nha. Còn mình dùng cái muối này thì mình chỉ cần dùng một loại thôi. Đó, bây giờ mình sẽ rắc một miếng muối vô. Rồi, tí tẹo muối matsukum này nha các bạn. Và thứ hai nữa, thứ ba nữa là mình sẽ cho cái tương kirim dầu mè vô. Cho dầu nhiều cho nó thơm á các bạn. Mình thích ăn dầu nhiều cho nó thơm. Rồi. Và Nghi sẽ cho tiếp cái phần hột mè nữa nha các bạn. Đó, hột mè.
Rồi bây giờ Nghi sẽ trộn đều lên. Bây giờ Nghi sẽ trộn đều lên các bạn. Bao nhiêu đi ăn được 3 ngày các bạn ơi. Rau mình trộn như thế này mình để mình cất trong tủ lạnh á, nó không có bị hư. Mình chia ra làm 3 hộp, xong rồi mình để kín lại, mình bỏ vô trong ngăn mát. Thế là mình đã có xong một dĩa rau trộn ăn cơm mỗi ngày. Rồi, bây giờ Nghi đã làm xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong video mới. Bye bye.